Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Một cuộc điều tra tìm kiếm bằng chứng về một cuộc tấn công mạng đánh cắp dữ liệu cử tri. Các đặc vụ liên bang ở Arizona đã đột kích vào nhà của một chuyên gia công nghệ thông tin ở hạt Maricopa và thu được rất nhiều vật chứng. Khi cuộc bầu cử Mỹ 2020 đang xuất hiện những dấu hiệu bất thường về kết quả kiểm phiếu giữa hai ứng viên tổng thống, các đặc vụ liên bang Arizona đã có lệnh của tòa án bố giáp một ngôi nhà hai tầng ở Fountain Hill thuộc hàng Maricopa ngay sau ngày bầu cử. Chủ nhân của ngôi nhà này là một chuyên gia công nghệ thông tin, ông Eros Kelvin, 56 tuổi. Sau đó, họ đột kích vào trong nhà và tìm được những vật chứng quan trọng để có thể vạch trần các vụ gian lận bầu cử tại tiểu bang Arizona. Trong các số bằng chứng tìm được, ngoài 8 ổ cứng và 3 máy tính, các nhà điều tra đã thu được một túi đựng USB. Hiện ông Elos Kelvin vẫn chưa phải đối mặt với các cáo buộc và truy tố. Lệnh khám xét và tịch thu này thuộc Tòa Sơ thẩm Liên bang tại tiểu bang Arizona, được ký vào ngày 4 tháng 11, có kèm theo hình chụp bên ngoài ngôi nhà, nơi các đặc vụ liên bang tới lục soát. Lệnh này tiết lộ, các nhà điều tra đã tìm kiếm một vụ đột nhập máy tính tại văn phòng, nơi lưu trữ dữ liệu cử tri từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. Theo chat của tòa, các nhà điều tra được phép tìm kiếm hồ sơ, thông tin liên lạc liên quan đến thông tin đăng nhập và tài khoản, hồ sơ và thông tin đăng ký cử tri, bao gồm cả thông tin của cử tri được bảo mật, chuyển giao, chia sẻ hoặc phổ biến hồ sơ và thông tin đăng ký cử tri, bao gồm cả thông tin cử tri được bảo mật truy cập trái phép vào trong web và hệ thống máy tính của văn phòng. Cố gắng hoặc đe dọa phá hủy hệ thống máy tính. Tại tư gia của Kevin, các điều tra viên đã lục soát tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào trong các máy tính được cho là đã sử dụng để truy cập vào mạng của văn phòng bầu cử, cũng như các thông tin cử tri được bảo mật. Hãng tin Forbes cho biết trong số 15 văn phòng lưu trữ dữ liệu của Arizona, chỉ có một văn phòng ở hạt Maricopa xác nhận dữ liệu cử tri đã bị đánh cắp. Một tình tiết đáng lưu ý là văn phòng của cơ quan hạt Maricopa chỉ cách nhà của chuyên gia công nghệ thông tin Kevin 30 phút lái xe. Nội dung của các vật chứng thu được tại căn nhà của Kevin hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nó được dự báo là sẽ ảnh hưởng tới thế cục của cuộc chiến gia lận bầu cử tại bang tranh chấp Arizona và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của tct cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo